trong kho tàng văn học dân gian Việt Nam, truyền thuyết Trừ Đồng Tử Tiên Dung cho đến bây giờ vẫn là một tình yêu đẹp, nói về mối tình giữa nàng công chúa Lá Ngọc Cành Vàng, con gái vua Hùng, với một chàng trai nghèo đánh cá ven sông nhưng rất mực hiếu thảo, từ lâu đã trở thành thiên tình sử. Những con người không tham danh vọng, không màng phú quý vinh hoa, suốt đời chỉ tìm những cái đẹp trong thiên nhiên, khai phá tạo dựng những bãi bồi phù sa, đã đi vào cõi bất tử. Truyền thuyết về thiên tình sử Trừ Đồng Tử và Tiên Dung, ngoài việc phản ánh một cảnh quan huyền thoại về việc người, việc đời nơi dương thế của nhân dân ta, trong tiến trình lịch sử của nhân dân vùng đồng bằng, trong việc khai phá vùng đầm lầy phù sa ven sông Hồng, buổi bình minh của đất nước. Thiên tình sử Trừ Đồng Tử Tiên Dung còn gắn liền với di tích đền Đa Hòa ở xã Bình Minh, huyện Khoái Châu. Từ Hà Nội, du khách có thể xuôi dòng sông Hồng chừng 20 km tới bãi tự nhiên bến đò Bình Minh, hoặc có thể đi đường bộ qua cầu Trương Dương theo đường đê chừng 25 km là tới đền Đa Hòa. Khách thập phương đến đây không chỉ để đứng trên con đê sông Hồng thưởng ngoạn một vùng quê với những con đường lát bê tông, với những ngôi nhà mái bằng, nhà cao tầng, ngắm nhìn một dải phù sa chạy tít tắp theo triền đê, có cánh đồng trồng cây dược liệu quý như địa liền, bạc hà, sinh địa, ngưu tất, bạch chuột, quy, vân vân, mà còn để được đắm mình trong chốn bồng lai tiên cảnh của đền Đa Hòa và dâng hương bái vọng ở chính nơi thờ Đức Thánh Trừ Đồng Tử, người đã được nhân dân bao đời nay tôn là một trong tứ bất tử của thần linh đất Việt, cùng nhị vị phu nhân là Tiên Dung công chúa, con gái vua Hùng Vương thứ 18, được phong tặng là thượng tôn thần đằng, thiên tiên tôn thần, và Tây Sa công chúa được phong tặng là nội trạch Tây Cung công chúa, huyền diệu tôn thần. Đền Đa Hòa được nhà nước xếp hạng vào năm 1962 là di tích lịch sử văn hóa nổi tiếng. Đây không chỉ là một di tích lưu truyền về một thiên tình sử hàng ngàn năm nay mang ý nghĩa nhân văn cao đẹp, mà còn có giá trị đặc biệt về nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc thời Nguyễn. Đền do tiến sĩ Chu Mạnh Trinh, tự là Cán Thần, hiệu là Trúc Vân, người làng Phú Thị, Tổng Mễ Sở, huyện Văn Giang, đứng ra vận động nhân tài vật lực của nhân dân 8 thôn Tổng Mễ Sở cùng thập phương công đức để xây dựng, tôn tạo năm 1894 trên nền một ngôi đền cổ. Đền Đa Hòa, kiến trúc quy mô lớn, mặt quay hướng chính Tây, nhìn thẳng sang bãi tự nhiên. Nơi ấy có ngôi đền ngự dội để ghi dấu nơi Tiên Dung dừng thuyền tắm thuở nào. Tổng thể kiến trúc đền nằm trên một khu đất cao rộng bằng phẳng hình chữ nhật, có tổng diện tích hơn 18.000 m². Đền gồm 18 nóc nhà lớn nhỏ. Con số 18 là ý tưởng của người xây dựng nhằm nhắc nhở người đời sau nhớ tới thiên tình sử của nàng Tiên Dung vừa tròn 18 tuổi, con vua Hùng Vương thứ 18. Di tích được chia làm hai khu. Khu ngoài rộng chừng 7.200 m², nổi bật là nhà bia cửa trồ ra bốn hướng, hai tầng, 8 mái cong, chịu ảnh hưởng của triết lý dịch học dưới bóng đa cổ thụ và trước mênh mông sông nước. Phía trước là trấn Giang Lâu, nằm cạnh bờ sông, hiện còn ba chữ Giang Lâu Trấn do chính tiến sĩ Chu Mạnh Trinh viết. Từ nhà bia, giữa hai hàng cây gạo, một loài cây bất tử, cây thiêng, là con đường lát gạch rộng 6 mét dẫn tới cổng chính và khuôn viên. Tại đây, hai cột trụ vút cao ngự trên đỉnh là hai con lân quay mặt vào lối đi, ngày đêm canh giữ ngôi đền. Con đường rộng 8 mét dưới những tán đa và những vòm nhãn thẳng tới nghi môn. Hai bên đường là nhà chuông và nhà khánh đá. Cả hai nhà có kiến trúc giống nhà bia, chuông cao 1m50
đường kính 0,8 m, khánh dài 1,2 m, cao 0,8 m. Cả chuông và khánh đều được làm vào thời Nguyễn. Ngọ môn gồm 3 cửa, cửa chính là tòa nhà 3 gian cao rộng, trên đỉnh nóc đắp lưỡng long trầu nguyệt. Trước cửa có treo bức đại tự lớn 4 chữ Bồng Lai Cung Quyết, sơn son thiếp vàng. Cánh cửa bằng gỗ lim, thượng song hạ bàn, chấn song con tiện. Qua một khoảng sân lớn, lát gạch là các nhà đại tế, tòa thiên hương, cung đệ nhị, cung đệ tam và cuối cùng là hậu cung. Nối liền các cung, các nóc là hai thảo xá, hai thảo bạt, hai nhà ngựa, hai nhà phào đối diện nhau qua sân đại và sân trầu. Nét đặc sắc của nghệ thuật kiến trúc khu đền được tập trung tại tòa thiên hương. Tòa nhà có kiến trúc cao, thoáng, trang nghiêm. Toàn bộ phần mái 2 tầng, 8 mái cong, ngói vẩy cá, đầu đao cong được đỡ bởi 8 cột gỗ vuông ở 4 góc nhà. Các đầu kê xà ngang, xà đùi được cách điệu là những con lân mặt hình rồng, mình sư tử. Bụng các xà ngang ngay dưới đống là búp sen bằng gỗ, chúc xuống như thể trời ban hương xuống cho chúng sinh. Những đầu đao bờ nóc chạm trổ tinh vi, đắp gọt, tỉ mỉ, màu sắc rực rỡ. Nổi bật trước mắt ta khi bước lên thềm tòa nhà này là bức đại tự 3 chữ lớn sơn son thiếp vàng, giao quang các, nghĩa là nơi ánh sáng hội tụ. Ở trong tòa này có treo đôi câu đối nhắc đến một cách cô đọng truyền thuyết về Tiên Dung và Triệu Đồng Tử. Cảnh đẹp được hóa ra bến bờ sông, bãi cát thành châu ngọc, một đêm thành đầm nước. Ngàn năm trước có mối duyên kỳ ngộ, dưới trần gian là vợ chồng, ở trên trời là thần thánh. Nghệ thuật điêu khắc ở đây nổi bật nhất là cửa võng ở cung đệ nhị và các bức nghi môn vền xung quanh cửa vào ngọ môn, tòa thiên hương và các cung. Các điêu khắc gỗ này đều được chạm hình chim phượng, hoa cúc mãn khai và các hoa quả quý, biểu hiện ước vọng cầu phúc, được sơn son thiếp vàng lộng lẫy. Bộ cửa 12 cánh từ tòa thiên hương vào cung đệ nhị, trên chạm lồng hoa lá, hạ bàn có vẽ thông, mai, cúc, trúc. Thu hút sự chú ý của khách hành hương là ở các pho tượng, đặc biệt là các pho tượng Đức Thánh Triệu Đồng Tử và nhị vị phu nhân đặt ở hậu cung. Tượng được đúc bằng đồng, mặt tượng được sơn màu xa kẻ mắt. Các pho tượng đều có độ cao ngang bằng nhau. Ngồi giữa là pho tượng Triệu Đồng Tử, đầu đội mũ có chữ vương, nét mặt thông minh, thuần phúc. Nhị vị phu nhân ngồi hai bên, đầu đội mũ nữ hoàng, khuôn trăng sáng, nhân hậu, hiền thục. Toàn bộ kiến trúc trên càng được tôn thêm vẻ đẹp cổ kính, bởi nó được nằm trong một không gian thẩm mỹ với sông nước bao la, cổ thụ 4 mùa xanh tốt. Ngoài ra, nó còn được làm đẹp bởi những lời hay ý đẹp, ca ngợi cảnh đẹp và tình yêu bất tử của con người toát lên qua mỗi lời, mỗi chữ của những hoành phi câu đối của những tao nhân mặc khách mọi thời. Hiện nay, di tích còn bảo tồn được nhiều di vật quý hiếm, trong đó phải kể đến đôi lọ bách thọ, 100 chữ thọ, không chữ nào giống chữ nào, khắc trên thành lọ, một cổ vật vô giá về đồ gốm Việt Nam. Triệu Đồng Tử đi vào tâm thức dân gian và trường tồn qua năm tháng, mặc bao biến thiên của lịch sử và dâu bể cuộc đời, không chỉ là con người hiếu thảo, nhân ái, thuần hậu, chinh phục được lòng người, mà còn là biểu tượng của một chí hướng phát triển của cả cộng đồng. Mở mang khai phá đồng bằng lầy trũng thành cánh đồng lúa tốt tươi, trồng sâu nuôi tằm, dệt lụa, phát triển các ngành nghề, đặc biệt là nghề buôn bán. Ở Triệu Đồng Tử, nhân dân ta học được ý chí tự lực, tính hồn nhiên, tâm hồn phóng khoáng, thơ mộng và một tình yêu nhân hậu. Chính đức tính này là phẩm chất đạo lý mà con người Việt Nam hằng có và quý trọng. Vì vậy mà Triệu Đồng Tử trở thành bất tử. Việc thờ phụng Triệu Đồng Tử biểu hiện khuynh hướng tôn thờ anh hùng văn hóa,
tôn thờ người có công với nước, vốn là truyền thống của nhân dân ta. Chu Đồng Tử và Tin Dung đã bay về trời, nhưng tình yêu của họ vẫn còn với thời gian và bất tử trong tâm linh các thế hệ người Việt Nam. Đền Chu Đồng Tử ở xã Bình Minh, huyện Khoái Châu và nhân dân nơi đây đã là một trong những điểm tựa cho sức sống bất tử ấy. Bây giờ cứ 3 năm, người dân Tổng Bễ xưa lại mở lễ hội một lần, bắt đầu từ ngày 10 tháng 2 âm lịch đến hết ngày 12 tháng 2 âm lịch, thu hút được đông đảo khách trong và ngoài nước đến tham quan và dự lễ hội. Thời gian qua đi, nhưng với một đền Đa Hòa cạnh sông Hồng, truyền thống văn hóa của dân tộc vẫn được lưu giữ một cách trọn vẹn và ngày một thăng hoa.